Hiếu chào tất cả anh em. Đây là một động cơ gen tái được gửi về cho Hiếu sửa chữa từ Bình Thuận. Anh em nha. Động cơ gen tái gửi từ Bình Thuận về cho Hiếu. Hơi Hiếu đóng lòng chuyển về cốt không zin STD anh em nha. Đang chạy thốt đa. Máy móc êm ngon anh em nha. Đấy, đang chạy thốt đa bằng nước. Bây giờ mình chạy thốt đa, mình có thể cho cái garanti to to lên một chút xíu để nó đỡ bị chết anh em ạ. Cái cả nước nó bắn vào cái tàu bù di này nó không chết được. Ở đây thì Hiếu đang sử dụng bằng ICZ con AT đánh lửa cao áp anh em nha. IC chạy tua, tăng điện áp ở vòng ga cuối để cho xe của chúng ta khi chúng ta lên ga cao không bị hụt hơi. Đấy, thì nói chung là ok rồi, ngon anh cành đào rồi. Bây giờ chạy rốt đa một lúc khoảng tầm đôi tiếng, rồi đóng thùng gửi về cho chú ở Bình Thuận. Đấy, vậy là ok anh em nhé. Rồi, chào tất cả anh em.